Em này cũng tinh tinh, có nhiều khi người ta gọi em là một cái con dồ. May mà, phải bay chỗ này bay, chỗ khác đúng rồi, nó cứ bay biết đó chị, bay không biết đường đáp luôn đấy à. Khó quá ha, lúc này lúc kia ha. Chắc là trầm tính dàn dặt quá. Chọn con tim hay là nghe lý trí đúng không? VIP dẫn đầu xu thế thẻ. Phượng Hoàng Lửa luôn chọn con tim bởi vì Phượng Hoàng Lửa tin vào cái trực giác của mình. Ó đang con chồng với con, mà ó thơ ớ thì con với chồng ó đi mô. Ai nấu cho ăn, ai cho đi chơi. Nên cho nên là ó rất là lý trí mấy cái đoàn nữa. Em thì không có chồng con như ó. Nhưng mà em có phải làm những gì mà em thích thì em mới làm được. Tại lâu lắm không kết bạn ai không nhớ. Thường những người bạn mà thân đến ngày hôm nay á thì là thường sẽ có những cái ấn tượng đầu tiên về nhau. Đôi khi không phải là về cái ngoại hình của người ta, chỉ đơn giản là cái giây phút đó, khoảnh khắc đó, tự nhiên mình nhìn thấy người ta và mình thấy mến người ta. Hoặc là mình thấy là ô người này sao họ dè dặt quá, sao họ trầm tính quá, ít nói quá, thì mình sẽ bắt chuyện với người ta. Mình sẽ chia sẻ với người ta, rồi nếu mà hợp nhau, thân nhau hơn thì sẽ hiểu về nhau, tâm sự với nhau nhiều hơn. Có những mascot đã làm bạn trước khi đến với chương trình, ví dụ như là bướm mặt trăng, báo mắt biếc hay là kỳ đà hoa là đã biết nhau trước rồi. Nhưng mà sau khi chương trình rất là nhiều cảm tình dành cho Tino. Với Phượng Hoàng Lửa thì những người thật là đặc biệt ấy, không cần phải thể hiện ra bên ngoài, bởi vì là họ đã đặc biệt rồi và họ đã tự tin vào cái sự đặc biệt của họ rồi. Những người mà cố tình tỏ ra lập dị và bất chấp tất cả mọi người thì chẳng qua là họ còn đang rất là có một cái yếu nào đó ở đâu đó trong con người của họ, hoặc là họ có thể không có đủ tự tin về bản thân. Những người nào mà vẫn còn phải show off, không có đủ sức hấp dẫn đối với Phượng Hoàng Lửa. Mascot sẽ thực hiện một bài test MBTI. Đây là bài test tính cách gồm nhiều câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến các vấn đề và tình huống ứng xử cơ bản trong cuộc sống. Sau khi trả lời những câu hỏi trắc nghiệm, hệ thống sẽ phân loại tính cách của người tham gia trong số 16 nhóm tính cách. Hãy cùng lật mở nhóm tính cách của các mascot nhé. Lady May và Osen nghĩ mình là người hướng nội hay hướng ngoại? O thì tùy lúc. Dạ, em thì cũng tùy lúc, nhưng mà đa số thì em sẽ hướng nội nhiều hơn. Em thích làm ở nhà, thích chill, thích đọc sách và thích nghe nhạc hơn. Nhưng mà tới khi mà em mà ra đường với bạn á thì em cũng quẩy dữ lắm, em quẩy quên mình luôn á. O đã có những cái phút tĩnh lặng là hàng ngày O dậy từ 3 giờ rưỡi sáng mà. Cho nên đó là cái phút mà không biết nội hay ngoại, nhưng mà tóm lại là như không vậy. Không biết nội hay ngoại. Phượng Hoàng Lửa nghĩ rằng mình là người hướng nội hay hướng ngoại? Đi vào trong. Hướng nội. Tín đâu nghĩ mình là người hướng nội hay hướng ngoại? Vì sao? Lúc thì hướng nội, lúc thì hướng ngoại, nhưng mà chắc là hướng nội. Tại vì tí cũng thích được ở một mình, tí thích những khoảng thời gian một mình. Khi bạn đi đến một nơi nào đó trong ngày, bạn sẽ A. lên danh sách các công việc và thời gian thực hiện các công việc khi bạn đến đó, B. nghĩ đến công việc sẽ làm rồi đi thôi. Em sẽ chọn là A. A. B. Nếu bạn là một giáo viên, bạn muốn dạy A. các khóa học thực nghiệm thực tế, B. các khóa học liên quan đến lý thuyết. O sẽ chọn là A. Em sẽ chọn là A, em thích thực nghiệm hơn. A. Khóa học thực tế. Thường thì bạn có phải là một người A. chủ động giao lưu, giao tiếp, B. trầm tính và dè dặt. Trầm tính, dè dặt. Tại vì tôi chỉ nói chuyện được với những người nào mà tôi cảm thấy thoải mái thôi. O chọn là B. Em chọn A. Tại vì em lúc này cũng tinh tinh, có nhiều khi người ta gọi em là một cái con dồ. May mà, phải bay chỗ này bay, chỗ khác đúng rồi, nó cứ bay biết đó chị, bay không biết đường đáp luôn đấy à. Khó quá ha, lúc này lúc kia ha. Chắc là trầm tính dè dặt quá. Nhưng sự thật không như vậy. I'm an explosion and that smile's gonna be the end of me. That smile, that smile, that smile, that's Tín đâu sẽ chủ động giao tiếp với người khác khi nào? Có thể là gặp người tiền bối, hoặc là gặp người quen, hoặc là mình muốn làm cho không khí dễ chịu hơn thì mình sẽ là người chủ động nói chuyện. Bạn thường xuyên hành động theo A. cảm tính, trái tim sẽ đưa ra quyết định, B. lý trí, suy nghĩ logic rồi đưa ra quyết định, không để tình cảm xen lẫn vào quyết định. O chọn là B. Em chọn B. Em bị nhiễm xen rồi. Dạ, dạ đem rồi xen ơi. Em bị nhiễm chị rồi. Lý trí. À, chọn con tim hay là nghe lý trí đúng không?
Phượng Hoàng Lửa luôn chọn con tim bởi vì Phượng Hoàng Lửa tin vào cái trực giác của mình. Khi làm những việc mà nhiều người khác vẫn thường hay làm thì ý nào dưới đây? A. Phát triển theo cách riêng của bạn. B. Làm theo cách truyền thống đã được công nhận rộng rãi. A. À. Chưa đến cái có sẵn đó, sống ra mình coi là mình phù hợp với chí thì mình phát triển cái của mình nhất chứ. Tất nhiên là hạt chanh thì cho rau quả chanh, hạt cam cho rau quả cam, nhưng mình còn muốn khác thì đâu có được. Khi mà mình tìm hiểu, mình biết mình phù hợp với cái gì và mình biết mình làm được gì để mình chọn ra những cái mà nó đo ni đóng giày cho mình hơn, mình biết lượng sức mình hơn. Nói chung là mình chọn con đường vừa vặn để mình đi chứ nó không có bị ô dề. Em rất là sợ bị ô dề. A. Trong nhóm bạn bè, bạn là người A. Nắm bắt tin tức về mọi người. B. Bạn là một trong những người cuối cùng biết về những gì đang xảy ra. B. Em nhiều chuyện lắm, em chọn A. Ô thì chọn B, ô cái mùa lơ đơ lắm. Nhưng khi nào người ta chồng với con cái nét nâng, mọi thứ nó bớt quan trọng. Em nhiều chuyện quá, chuyện gì em cũng biết. Không, tại vì chứ có chồng. Nếu như Lady May và Osen cùng chơi với nhau trong một nhóm bạn, Lady May có giúp cho Osen hòa nhập với những bạn khác bằng cách nắm bắt thông tin nhanh hơn không? Em có thể nếu như chị sáng tính tưởng em. Đúng rồi, thực ra thì O để ý là O biết hết những ông nói đó. Ông tranh giành với quá hay tóm lại là O là khi mà hát với bạn hay là khi mà chơi với bạn thì luôn luôn bạn là đầu tiên cho sự lựa chọn hết và lựa chọn cuối cùng là mình. Trong cuộc sống cũng như vậy, ai chọn chi chọn đi, còn ó là cuối cùng. Cỡ mơ ó không được hết, ó rắn ó không được hết. Ó số 1, chết rồi tôi bị nhìm ó rút chứ làm sao tôi hoạt ra cái đồng hề này đây trời ơi. Sau một thời gian chơi với nhau thì nhìn tất cả mọi những vật đều mới xuống mọi tiếng của ó xém. Ý tưởng việc lập danh sách những việc bạn cần hoàn thành vào cuối tuần. A. Hấp dẫn với bạn. B. Bạn cảm thấy lạnh nhạt với nó. C. Bạn rất chán nản với nó. Chắc là B ha, không cần thiết lắm. À chứ. À chứ. O đang con chồng với con, mà O thơ ớ thì con với chồng O đi mô. Ai nấu cho ăn, ai cho đi chứ. Chơi. Nên cho nên là O rất là lý trí mấy cái đoàn nữa. Em thì không có chồng con như O. Nhưng mà em cũng phải làm những gì mà em thích thì em mới làm được. Khi bạn có một công việc đặc biệt để làm, bạn muốn A. Lên kế hoạch một cách cẩn thận trước khi bắt đầu. B. Tìm ra những điều cần thiết trong suốt quá trình thực hiện. A. A. Nói chung là A đó. Yeah. Rất là cẩn thận, liên tỷ một. Ó là tắn mắng tỉ mỉ lắm, gọi là rất là lò mò. Nó là biệt danh của ó, lò em mò lắm. Quyết phải làm sao thoát ra cái giọng huệ này của ó mình. Em chọn A. Em chọn A. Vâng, em đã quay về được giọng Bắc. Em không nhiễm rồi nào, em hứa luôn đấy. Thế thế à? Vâng. Hay là bây giờ ó nhiễm mây. Chắc là mây ha. Bạn có xu hướng A. Mở rộng tình bạn với nhiều người khác nhau, hoặc B. Kết bạn với rất ít người nhưng tình bạn sâu sắc. B. Đã lâu lắm không kết bạn ai không nhớ. Thường những người bạn mà thân đến ngày hôm nay á thì là thường sẽ có những cái ấn tượng đầu tiên về nhau. Đôi khi không phải là về cái ngoại hình của người ta, chỉ đơn giản là cái giây phút đó, khoảnh khắc đó tự nhiên mình nhìn thấy người ta và mình thấy mến người ta. Hoặc là mình thấy là ô người này sao họ dè dặt quá, sao họ trầm tính quá, ít nói quá, thì mình sẽ bắt chuyện với người ta, mình sẽ chia sẻ với người ta, rồi nếu mà hợp nhau, thân nhau hơn thì sẽ hiểu về nhau, tâm sự với nhau nhiều hơn. Câu này hơi khó nhỉ? Chắc là B á. Phượng Hoàng Lửa đã làm thế nào để kết bạn với các mascot khác? Và ai là người cho Phượng Hoàng Lửa có cảm giác đó là tình bạn sâu sắc? Khá là nhiều mascot đấy, tại vì có những mascot đã là bạn trước khi đến với chương trình. Ví dụ như là bướm mặt trăng, báo mắt biếc hay là kỳ đà hoa là đã biết nhau trước rồi. Nhưng mà sau khi chương trình rất là nhiều cảm tình dành cho tí đầu. B ạ. B. Ôi tôi lại giọng hồi. Ôi đó thấy chưa đó, nói rồi thấy chưa đó, cuộc đời ní là thằng dễ bị liều quá lắm. Thọt ra tôi. Ó là nói rồi, cái đời ní mà ái mà ngồi mà uống trà với ó rồi lắm, coi những cái thoạt ó được mà. Em bị cuốn theo luôn rồi ó ơi. Cho nên ó mà dù được trong đó. Ó xuất sắc luôn. Bạn hâm mộ những người A. Khá bình thường để không bao giờ khiến họ bị chú ý. B. Người quá lập dị, chẳng thèm bận tâm họ có khác người hay không. A. Với Phượng Hoàng Lửa thì những người thật là đặc biệt ấy, không cần phải thể hiện ra bên ngoài. Bởi vì là họ đã đặc biệt rồi và họ đã tự tin vào cái sự đặc biệt của họ rồi. Những người mà cố tình tỏ ra lập dị và bất chấp tất cả mọi người thì chẳng qua là họ còn đang rất là có một cái yếu nào đó ở đâu đó trong con người của họ. Hoặc là họ có thể không có đủ tự tin
về bản thân. Những người nào mà vẫn còn phải show off, không có đủ sức hấp dẫn đối với Phượng Hoàng Lửa. Cố cách mới quan trọng, nhưng ở ngoài nó muốn có quan trọng, cho nên là bạn võ có khí thì là một người rất là bình thường, nhưng mà cũng có người thì rất là lập dị. Đồng ý quan điểm với Ocean à? May quá là mày không bị nịu. Em rất cố gắng á. ESFRI người nuôi dưỡng hướng nội chiếm 12% dân số, 53% hướng nội, 47% hướng ngoại, là con người cảm giác cao hơn trực giác, sống tình cảm hơn lý trí. Ngược lại với cái đáp án, nghiêng về trực giác nhiều hơn là cảm giác. Phượng Hoàng Lửa nghĩ mình sẽ chiếm bao nhiêu phần trăm hướng nội và bao nhiêu phần trăm hướng ngoại? Chắc là số phần trăm hướng nội sẽ nhiều hơn hướng ngoại, khoảng độ 60-40. Ưu điểm, sẽ cố gắng nỗ lực hết sức để hoàn thành nhiệm vụ và bổn phận của mình. Luôn tận tâm, có xu hướng tìm kiếm những mối quan hệ lâu dài, ấm áp, thân thiện và gần gũi một cách tự nhiên, có khả năng tổ chức tuyệt vời. Phượng Hoàng Lửa thường nấu ăn cho bạn bè. Phượng Hoàng Lửa sống rất nội tâm nên khiến cho người khác cảm thấy khó hiểu. Đúng rồi. Do mình sống nội tâm nên người khác không hiểu được mình. Phượng Hoàng Lửa có cảm thấy cô đơn vì điều đó? Cô đơn thì không. Có một câu nói rất hay là những loài chim mà cùng giống thì sẽ bay chung với nhau. Người Việt Nam mình có câu ngạn ngữ là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Mình cứ sống đúng với bản thân mình và họ mình sẽ tự tìm được những cái người bạn mà họ giống với mình thôi. Còn nếu mà người ta đã không giống mình thì chẳng mất công chơi, ta làm gì cho mệt. Phượng Hoàng Lửa xin gửi lời chào trân trọng tới tất cả các khán giả đang theo dõi chương trình. Thank you. Bye bye. ISTJ người trách nhiệm hướng nội chiếm 13% dân số, 71% hướng nội, 29% hướng ngoại. O xem nghĩ sao về kết quả này của mình? O thấy O cũng thích sống một mình, O cũng thích tê chiếm nghiệm, cho nên là O thấy cũng đúng là như rửa. Đến một cái độ tuổi nào đó rồi muốn được một mình nhiều hơn. Có khả năng thể hiện những gì họ nghĩ một cách chính xác, nghiêm túc trong những mối quan hệ, tôn trọng những lời cam kết, có tính kỹ lưỡng, kiên nhẫn và có trách nhiệm. Thực ra thì cái tính của Ocean nó cũng có một chút nóng nảy và khó chịu lắm. Nhưng mà trên cái cuộc đường đời ní thì mình phải học hỏi hoài, mình phải sửa mình rất là nhiều. Nhưng mà mình sẽ biết lắng nghe mọi người nhiều hơn. Trong cái cuộc hành trình của cuộc đời thì mình đã học cách lắng nghe, học cách chấp nhận rất là nhiều. Ó cũng là một cái người đã đáng trên hành trình để mà tập lắng nghe người khác. Ó Sen rất biết ơn khán giả rất là nhiều. Thực sự rằng là Ó cảm thấy mắc nợ mọi người nhiều lắm. Mọi người đã truyền cảm hứng cho Ó Sen rất là nhiều để thực sự Ó được nở như một đóa sen. Là hoàn toàn nhờ vào sự yêu thương của khán giả để cho Ó được ngạc hước. ESTJ người giám hộ hướng ngoại chiếm 11,5% dân số, 67% hướng ngoại, 33% hướng nội. Mình cũng có những cái mà mình quyết đoán, nhưng mà có những thứ mình đặt tình cảm ấy, mình vẫn linh hoạt được. Mình vẫn tiếp nhận ý kiến của người khác để mình nghe và mình học hỏi, chứ không phải là mình là người cố chấp cứng đầu. Nỗ lực hết mình để hoàn thành nhiệm vụ và bổn phận của mình, thường hăng hái, lạc quan và thân thiện. Khi mà đến với chương trình The Masked Singer, Lady May không có gì ngoài một trái tim và một giọng hát để gửi đến tất cả mọi người. Không có bất cứ một cái gì gọi là biết chương trình sẽ như thế nào. Mình cảm thấy là mình phù hợp với cái gì và khán giả họ yêu thích mình ở cái gì thì mình cố gắng mình làm tốt cái khoảng đấy. Theo Lady May nghĩ, khuyết điểm trong tính cách của mình là gì? May là một người quá là cảm xúc. Đôi khi cái cảm xúc đó nó quá đà, nó cũng ảnh hưởng đến cuộc sống của mình phần nào. Dễ khóc mà cũng rất là dễ cười. Giống như anh Thành nói là mình phải bình tĩnh hơn để cho nó ra được một cái kết quả nó xứng đáng và nó phù hợp nhất. I love you. Love you. Kết quả MBTI tí nâu, ISTP nhà kỹ thuật, 5% dân số, có 67% hướng nội, 33% hướng ngoại. Ưu điểm, luôn lạc quan và vui vẻ, có khiếu hài hước, biết lắng nghe, thường tự tin, có khả năng từ bỏ một mối quan hệ dễ dàng một khi nó đã chấm dứt. Tay rồi, tay rồi, tay rồi. Rất mệt nha Nâu nha. Thật ra là quẩy vậy đó. Mình phải phát cái mascot cho bả là con lân. Vậy đúng. Là bả múa là nó vô vấn đề lắm. Anh ơi, đang tiến quá từ từ nè, anh này chỉ lân đó. Có biết mang qua thung không cưng? Bà tí bà có gắn pin không? Sao bà lắc miếng? Thì nãy giờ em cứ thắc mắc tại sao em cứ lắc như thế này. Bị cộng hưởng. Áo em không điều hòa không khí à? Lưu thông khí huyết điều hòa không khí à? Bà thao túng tôi lắc theo bà rồi nè. Style của bạn ở ngoài đời ấy, là sexy hay là nền nã? Trung nam luôn, tổng hợp. Mặc đồ trên sân khấu của bạn là sexy hay nền nã? Yeah,
Pepsi thần kinh. Pepsi thần kinh. Có duyên quá. Cái nhà thầm kết là sao bà nãy? Tụi này hay quá bà. Là lúc tính lúc lọ. Rồi rồi. Đã yêu người trẻ tuổi hơn mình đúng không? Em yêu Phi Công. Anh Phi Công ơi, anh Phi Công ơi. Mệt chưa? Trời ơi. Thế bây giờ tiếp viên đi hát bài gì? Bay lên trên mọi người. Bay lên. Trời ghê dễ sao. Mệt cái bà tí nâu. Có bà tí nâu à. Anh lấy bao nhiêu chờ đợi. Kinh kinh kinh. Trời ơi. Điên rồi. Dạ nó chỉ là khi mà cái cuộc tình đó tan vỡ thì mình có hờn trách một chút trước khi quên luôn cái người đó thôi ạ. Khuyết điểm: có xu hướng trở nên quá kín đáo và hay thu mình lại. Sống hoàn toàn ở hiện tại, khó có những cam kết lâu dài. Khao khát hành động và sôi nổi, và có thể khuấy động mọi thứ chỉ để tạo ra chúng. Cần rất nhiều không gian riêng và không muốn chúng bị xâm phạm. Bữa nay là lần đầu tiên mà tôi thấy bà hát mà bà muốn khóc. Tôi không biết bà có khóc ở trọng hay không, đúng không? Nãy giờ em đang suy nghĩ là lần đầu tiên em thấy đàn bà một phụ nữ như vậy. Phải đúng lúc, đúng chỗ. Nhưng mà thật ra là cái người này cũng che giấu từ hồi xưa giấu tới giờ. Giấu rất kỹ. Bữa nay chị ba xóa nè thì mới thấy được cái góc độ yếu đuối của người này. Hay quá. Nghe đâu đó cũng chính là nỗi niềm của tí nâu. Dạ không phải đâu anh. Tài lanh xạo xạo dựng chuyện à. Dựng chuyện ngang dựng dọc chuyện. À ca sĩ mặt nạ The Match Singer Việt Nam lúc 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV2 V Channel. Giấc mơ của mẹ xem trọn bộ hoàn toàn miễn phí trên ứng dụng VOON.